Xin kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Phụ nữ khởi nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận. Quý vị và các bạn thân mến, sản phẩm mới lạ, tiềm năng và triển vọng, đó là những tiêu chí đặt ra cho những người khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh. Và chị Nguyễn Hồ Mỹ Linh ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết đã chọn mô hình nuôi trồng nấm muối đen để khởi nghiệp, bước đầu mang lại thành công và triển vọng. Sau bao năm bươn chải với nhiều công việc làm khác nhau, nhưng chị Nguyễn Hồ Mỹ Linh ở khu phố 2, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết vẫn chưa thể bứt phá trong phát triển kinh tế gia đình. Với ý chí quyết tâm làm thay đổi cuộc sống, cộng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, chị Linh đã tìm tòi, tham khảo các mô hình phát triển kinh tế làm hành trang khởi nghiệp. Và trồng nấm muối đen là sự lựa chọn của chị. Dẫu biết rằng ở nhiều nơi khác làm giàu từ mô hình trồng nấm muối đen, nhưng với chị Linh, mô hình này hoàn toàn lạ lẫm, lạ từ khâu kỹ thuật, lạ từ đầu vô, đầu ra của sản phẩm. Và vì vậy, chị đã gặp phải những thất bại đầu tiên. Em biết cái mô hình trồng nấm muối đen này là do một cái dịp đi tham quan các trại nấm. Em thấy cái mô hình này nó có khả quan nên em cũng tìm hiểu nhiều chỗ và quyết định mua phôi về mình trồng nấm muối đen. Cái mô hình này á là cái trong quá trình mà làm nó ra nấm á là nó bị hư, thì em cũng đi tìm hiểu và tìm cái nguyên nhân, và em cũng là chồng em cũng đã thành công về những cái vấn đề khắc phục bệnh của nó, giảm tối thiểu. Vạn sự khởi đầu nan, chị Linh tự tìm tòi phân tích nguyên nhân thất bại để có phương pháp từng bước khắc phục. Thành quả của sự kiên trì trồng nấm muối của chị dần trở nên dễ dàng và bước đầu mang lại thành công. Để có được quy mô trồng nấm như ngày hôm nay, chị Nguyễn Hồ Mỹ Linh phải bỏ ra số vốn khá lớn, khoảng 400 triệu đồng để xây dựng, mua sắm các thiết bị kỹ thuật, mua phôi giống. Sau khi hoàn thiện tất cả các khâu, nhất là hệ thống phun sương, máy lạnh và đặt phôi, thì khoảng hơn 30 ngày sau, nấm bắt đầu ra nụ và cho thu hoạch. Trên diện tích 40m², trung bình mỗi ngày chỉ thu từ 10 đến 15 kg. Nấm muối là loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, dễ chế biến và đem lại cảm giác ngon miệng. Chính vì vậy mà giá thành mỗi ký nấm muối đen khá cao. Hiện nay trên thị trường, mỗi ký nấm có giá từ 250.000 đồng đến 300.000 đồng. Tính bình quân mỗi ngày, chị Linh thu nhập từ việc bán nấm từ 4 đến 5 triệu đồng. Nấm muối đen khi đã cho thu hoạch thì ngày nào cũng thu và thời gian cho thu hoạch kéo dài từ 10 đến 12 tháng. Khi các phôi này hết khả năng sản sinh ra nấm, chị Linh tận dụng để làm nấm rơm, vừa tiết kiệm vừa nâng cao chất lượng. Đó là những tiện lợi của mô hình này. Một khó khăn trong nuôi trồng nấm muối đen là đầu ra sản phẩm do giá thành khá cao nên khá kén khách. Vì vậy, chị phải tìm đến các nhà hàng, đặc biệt là nhà hàng chay, các chợ đầu mối và ship hàng theo đơn. Với sự nhạy bén, am hiểu thị trường nên lượng nấm thu hoạch được của chị Linh không đủ đáp ứng nhu cầu của người mua. Nói chung là nấm muối đen này là mô hình này cũng hơi mới và nó cũng hơi khó, chứ không có phải là dễ. Nên cái vốn đầu tư hơi nhiều so với những cái nấm muối khác, những cái nấm muối tự nhiên mọc ở trên rừng. Bây giờ mình tìm hiểu và mình tìm tòi khắc phục cái trong cái phòng kính. Tùy theo cái khu vực, nó môi trường tự nhiên nó khác nhau. Nên mình thay đổi cái nhiệt độ trong phòng để mình khắc phục cái tình trạng bệnh và cho nấm nó ra nó nhiều hơn. Về cái mô hình của nấm muối đen của chị Linh á, thì em thấy phụ nữ mình nên học tập và để nghiên cứu để áp dụng. Thứ nhất á, là đầu tư là chỉ một lần thôi. Và khi chăm sóc sau thời gian hơn 30 ngày thì đã có thu hoạch. Thì một ngày thu hoạch là sáng một lần và chiều một lần, thì dao động là từ 6 đến 10 kg trên một ngày. Và cái giá dao động của nó là từ 300 đến 400 ngàn đồng một ký. Em thấy thu nhập đó là cũng rất là cao. Nên chị em mình cũng nên học hỏi và áp dụng cái mô hình này vào kinh tế của gia đình mình.
Có thể nói, trên bước đường khởi nghiệp, việc lựa chọn mô hình phù hợp với thị hiếu và nhu cầu của thị trường là rất quan trọng, có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại. Thành công từ mô hình trồng nấm mối đen của chị Nguyễn Hồ Mỹ Linh chính là mới lạ, giá trị dinh dưỡng của sản phẩm phù hợp với chất lượng cuộc sống ngày càng cao của xã hội hiện nay. Với diện tích trồng nấm không quá lớn, mức độ đầu tư vừa phải nhưng nhanh thu hồi vốn. Đó là những đặc tính ưu việt của mô hình trồng nấm mối đen mà chị em phụ nữ chúng ta có thể áp dụng để cải thiện kinh tế gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Phụ nữ khởi nghiệp kỳ này của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.